đầu tiên tôi được tham gia bắn ném bom đạn thật tại trường bắn TB3. Bản thân tôi tích cực nghiên cứu, học hỏi các chuyên ngành khí tượng, thông tin radar, hệ thống vũ khí, hàng không, sử dụng các loại bom, rocket hay là pháo. Năm nay là chúng tôi có sử dụng một cái loại vũ khí mới để phi công lần đầu tiên làm quen với cái loại vũ khí này. Tuy đã được học tập rất là đầy đủ nhưng qua cái lần này để rút kinh nghiệm cho mình, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm và dạy lại cho các thế hệ tiếp theo. Ngay từ trên trời là chỉ huy chống bia đã thông báo kết quả khi mà ném vừa xong là kết quả ném trúng bia. Thế là mình cảm giác là phấn chấn. Các điều kiện hoàn toàn là lý tưởng. Đối với cái hàng không thì đã bảo đảm tốt, cho nên là về kết quả bắn ném phản ánh rất trung thực và khách quan. Điểm ngắm của phi công ở đâu thì bom rơi ở đấy. Là một phi công trẻ, lần đầu tiên được lựa chọn tham gia bay ném bom bắn đạn thật tại trường bia TB3, Đại úy Nguyễn Văn Hải, Phó Phi đội trưởng Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371. Dù có chút lo lắng, hồi hộp vì trường bắn mới, nhưng đồng chí luôn dành nhiều thời gian để tích cực học tập và luyện rèn tâm lý bình tĩnh, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Tôi đã từng tham gia các nhiệm vụ ở trường bắn TB1 như trường bắn Như Xuân. Đó cũng là tích lũy kinh nghiệm qua các lần thực hiện nhiệm vụ thì tôi có thêm được sự tự tin để tham gia bắn ném bom đạn thật tại TB3. Bên cạnh đó không ngừng trao đổi với các phi công có kinh nghiệm thế hệ đi trước để nắm bắt được đặc điểm địa tiêu của khu vực trường bắn TB3. Đặc điểm ở ngoài Bắc, những tháng đầu năm là thời tiết không thuận lợi cho huấn luyện bay. Do vậy chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp hiệp đồng với sư đoàn 370 để đưa phi công vào huấn luyện, hoàn luyện với các phi công của các trung đoàn bạn để bảo đảm phục vụ cho cái nhiệm vụ bắn ném bom này. Bên cạnh đó thì cử khối cơ quan sư đoàn nắm bắt tâm lý tư tưởng của từng anh em, đặc biệt là đối với những đồng chí mà lần đầu tiên bắn ném bom tại trường bắn TB3. 5 giờ sáng, những chiếc tiêm kích Su-30 MK2 đã sẵn sàng trên sân đỗ của trung đoàn không quân 935, sư đoàn 370. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong một trung đoàn không quân bay máy bay phản lực như thế này thì mỗi chiếc máy bay sẽ có một tổ bảo đảm kỹ thuật, bao gồm một đồng chí tổ trưởng máy bay và các chuyên ngành vô tuyến điện tử, thiết bị hàng không và vũ khí hàng không, cũng như là các đồng chí nhân viên kỹ thuật khác. Tất cả các bộ phận đều phải phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm máy bay luôn trong trạng thái tốt nhất trước khi bàn giao cho phi công. Trong bàn bay ngày hôm nay có sử dụng phương tiện sát thương hàng không, đòi hỏi các thành phần kỹ thuật phải làm việc thận trọng, tỉ mỉ, chính xác hơn, mang tính hiệp đồng chặt chẽ thì đảm bảo tính an toàn cao nhất. Các thành phần đã chuẩn bị tốt máy bay thì ngành vũ khí hàng không sẽ là làm việc ở bước cuối cùng, khi đó mới được treo lắp các phương tiện sát thương để chuẩn bị sẵn sàng phi công tiếp thu và cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Không khí chuẩn bị cho ban bay hôm nay diễn ra sôi động hơn khi đội ngũ kỹ thuật bảo đảm đang khẩn trương lắp ráp những quả bom nặng hàng trăm kg cùng các thùng rocket lên giá treo. Đặc biệt, một số loại vũ khí mới cũng lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong diễn tập ném bom, bắn đạn thật tại trường bắn TB3 năm nay. Xin chào đồng chí ạ. Các đồng chí kỹ thuật đang thực hiện nhiệm vụ gì đây ạ? Đây là cái quy trình cuối cùng của công đoạn chúng tôi treo lắp bom để sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ diễn tập bắn ném bom đạn thật cụ thể tỉ mỉ cho từng thành phần, đã tiến hành lên lớp cho các lực lượng như phi công, nhân viên kỹ thuật tham gia cái bắn ném đợt này. Đối với những cái nhiệm vụ diễn tập bắn ném bom đạn thật như thế này thì có mang vũ khí sát thương, vậy quá trình mà đảm bảo được các đồng chí kỹ thuật thực hiện nghiêm khắc như thế nào? Nhiệm vụ mang theo vũ khí, đây là một trong những cái công đoạn rất là quan trọng. Và đặc biệt khi chuẩn bị cái phương tiện sát thương hàng không đã tổ chức cho anh em học tập đầy đủ các tính năng kỹ chiến thuật của các loại phương tiện sát thương sử dụng trong cái đợt diễn tập, quyết định cho cái hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đợt diễn tập này. Sau chuyến bay trinh sát khí tượng và giao nhiệm vụ cho phi công cùng các lực lượng, đúng 7 giờ 30 phút, lần lượt từng biên đội Su-30 xuất kích, cất cánh từ sân bay Biên Hòa thẳng hướng về trường bắn TB3. Tham gia đợt diễn tập lần này có toàn bộ lực lượng của Sư đoàn Không quân 370 và một phần của lực lượng Sư đoàn Không quân 371. Với khí tài hiện đại, cùng trình độ, thao tác xạ kích thuần thục của các phi công trong buồng lái, tất cả bom, đạn pháo 30mm, rocket đều trúng bia, tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu. Thank you.
xin chào đồng chí ạ. Chúc mừng đồng chí khi vừa hoàn thành xong chuyến bay của mình. Cảm xúc của đồng chí lúc này như thế nào ạ? Chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Với tính toán của chúng tôi theo đúng cái phương án đã được đề ra. Cảm nhận của tôi lúc này cũng như là thi công buổi trước thì hai anh em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. So với các ban huấn luyện và hợp luyện hôm nay là điều kiện thời tiết tốt nhất để giúp cho các phi công có thể thêm sự tự tin khi mà bước vào trường bắn. Chất lượng chuyến bay tốt, bom rơi đạn nổ, chuyến bay an toàn. Lần đầu tiên chỉ huy một biên đội để vào trường B bắn ném thì qua những cái lần bắn ném trước tới lần này cho mình rất là nhiều kinh nghiệm và cho mình một cái vững tin để có thể thực hiện tốt những cái nhiệm vụ lần sau. 18:30, khu vực đường băng sân bay Biên Hòa được chiếu sáng bằng những bóng đèn hỗ trợ cất, hạ cánh. Những chiếc tiêm kích Su-30 MK2 được treo lắp đầy đủ các loại bom, đạn pháo, rocket, sẵn sàng lăn ra đường băng để cất cánh. Bắn ném bom đạn thật ban ngày đã khó, với điều kiện ban đêm càng khó hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của phi đội tiêm kích trong đêm nay là phải tiêu diệt 2 mục tiêu mặt đất được bố trí tại trường bắn quốc gia TB3. Bay đêm đối với phi công ấy nên là tập trung tinh lực nhiều hơn, ánh sáng mặt đất nhiều hơn. Cho nên phi công phải tập trung trong bóng lái và hai là xác định radar để xác định mục tiêu. Cho nên trong cái vấn đề đào tạo phi công, huấn luyện phi công thì chúng tôi chú trọng. Trong cái tình hình như hiện nay thì là chúng ta phải tác chiến ban đêm nhiều hơn. Cho nên công tác huấn luyện của sư đoàn để tập trung huấn luyện đổi mới nội dung, phải tăng cường huấn luyện ban đêm cho phi công để phi công thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Ngay sau khi lực lượng không quân tiêm kích hoàn thành nhiệm vụ, từng tốp trực thăng vũ trang Mi-8 không bỏ lỡ thời cơ, cũng lần lượt xuất kích. Các ống phóng rocket lần lượt xung trận, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu dưới sự chỉ đạo của chỉ huy trường bắn. Liên tiếp những loạt bom, rocket, đạn pháo bắn chính xác vào tâm bia, làm cho mục tiêu bị tiêu diệt hoàn toàn. Trở về hạ cánh, phi công Bùi Quốc Tuấn không giấu được niềm vui khi đây là lần đầu tiên anh được thực hành bắn ném mục tiêu mặt đất vào ban đêm. Trên máy bay hiện đại, với nhiều loại vũ khí khí tài mới được trang bị, nhiều quá trình luyện tập thuần thục và bản lĩnh tự tin đã giúp anh bắn chính xác mục tiêu ngay từ loạt đầu. So với ban ngày, như ban đêm có những cảm xúc rất là hồi hộp vì lần đầu tiên được thực hành ban đêm. Tuy đã bay đêm nhiều và đã thực hành bắn than ở trường bia đỉnh rất là nhiều, nhưng mà khi mang vũ khí thật vào trường bia ban đêm thì cảm giác rất là hồi hộp và muốn làm sao để bình tĩnh và tự tin nhất để hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ. Tại đợt diễn tập, quân chủng phòng không không quân đã sử dụng loại radar mới do Việt Nam sản xuất để chỉ huy các biên đội vào công kích. Loại radar này vốn được sử dụng để phát hiện các loại UAV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, khi đặt tại địa điểm dã chiến, đã phát huy tốt khả năng giúp các chỉ huy bay nhanh chóng phát hiện mục tiêu, dẫn đường cho phi công lựa chọn thời cơ và góc bắn thích hợp để tiêu diệt chính xác các mục tiêu. Đã chứng minh rõ ràng hệ thống thông tin chỉ huy tự động và hệ thống radar quan sát mục tiêu một đất độ cao thấp đã phát huy tác dụng rất tốt. Chỉ huy bay chỉ cần ngồi quan sát trên màn hình và qua lơi không đã chỉ huy được hết máy bay. Đây là một cái bước thành công của quân chủng không quân chúng tôi. Đây là cái bước tiền đề mở màn trong năm. Tôi tin chắc rằng trong năm 2024 diễn tập của quân chủng không quân cũng như là toàn quân ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau 2 bắn bay diễn tập ném bom, bắn đạn thật ngày đêm với tổng 27 lần chuyến bay, sử dụng vũ khí, 30 lần công kích mục tiêu được thực hiện thành công, 100% đạt giỏi và xuất sắc. Đợt diễn tập ném bom, bắn đạn thật tại trường bắn TB3 năm nay của quân chủng phòng không không quân nhằm đánh giá năng lực chỉ huy, tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí, khí tài, cũng như trình độ tác chiến của đội ngũ phi công, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm bảo vệ vững chắc sự bình yên của bầu trời Tổ quốc.